Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện Audio Mình tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện luyện ký bởi bạn năm tập 8 Cho nên người muốn nói gì? Từ dương hỏi Hà Quang khẽ cắn môi Trong còn người âm tà thoáng qua Nhưng rất nhanh liền biến mất Cho nên xin đại nhân không nên bước bách từ dương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, thật cao sau đó nhanh chóng hạ xuống. Bốp một tiếng, một tắt này đánh thật mạnh vào má của Hà Quang. Hà, Hà Quang khẽ sợ lấy nơi bị đánh, ánh mắt không thể tin được. Ui. Hà Quang giơ tay chỉ vào từ dương, miệng run rẩy như muốn nói gì, nhưng không nói lên đời. Ánh mắt kia, từ không thể tưởng tượng đổi đã biến thành hoảng sợ, từ dương nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười nói. Người đừng có mời chỉ vào ta, người sẽ thế nào nói một chút đi. Hà Quang sờ gò má đã bị sưng lớn, bỗng nhiên lui về phía sau. Người này lợi hại, không thể địch được hắn, mau vào sơn môn, Thình lão tổ rời núi đi. Nhóm người vây xem, dù là Nguyên Anh Kỳ hay là Trúc Cơ Kỳ, đều nhanh chóng lui vào trong sơn môn. Lúc này, một âm thanh trầm thấp truyền đến, sương mù nhàn nhạt, nhạt màu đen bao phủ trên bầu trời ma vân tông. Từ Dương nhìn thoáng qua, không thèm đếm xỉa. Lại là tà quy nguyên hộ sơn trận, có chút ý tứ đầy, đáng tiếc chỉ là bản tàn quyết mà thôi. Từ Dương bước ra du tẩu bên ngoài trận pháp, tay không ngưng điểm trong hư không. Người trong trận pháp ngơ ngẩn nhìn lấy từ dương nghị luận ầm ĩ không biết hắn đang làm cái gì đây nhưng theo tay của từ dương điểm ra toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu run rẩy cuối cùng bịch một tiếng trận pháp vỡ vụn như bọt biển từ dương bước ra tiếp nhận vào trong ma vân tông đi đến trước mặt đám người đang sửng sốt kia các người ổn đấy chứ từ dương cười hỏi đồng thời trên mặt hắn linh khí bành trướng như thủy triều trong biển cả tung bay khắp trời, trắng lóa mắt. Lập tức không ít đệ tử Ma Vân Tông bị linh khí của Từ Dương đánh trúng, không kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành cho tàn. Trưởng lão Tu Vi Nguyên Anh Kỳ muốn tới ngăn cản Từ Dương, nhưng mà hắn vừa mới tới gần đã bị linh khí của Từ Dương che mất. Từ Dương vào Ma Vân Tông như vào chốn không người. Toàn bộ Ma Vân Tông không ai có thể ngăn cản một chiêu của Từ Dương. Bên trong Ma Vân Tông, một người quỳ trên mặt đất tống cổ kêu lớn đệ tử khẩn cầu lão tổ xuất quạt nếu không hôm nay ma vân tông chúng ta sẽ bị diệt vong khi tiếng gào bi phẫn nào tốt lên một bóng người nhanh chóng hiện lên người này có tu vi nguyên anh hậu kỳ trên người mặc áo bào trắng nhìn vô cùng già toàn thân trên dưới không có da thịt chỉ có túi túi da bọc ở trên cung xương mặc dù như thế nhưng mà tinh thần lão ta không thúc đẩy hoài cho người ta một loại cảm giác khỏe mạnh và sảng khoái chuyện gì lão nhân kia lướt mắt nhìn hào quang quỳ trên mặt đất hỏi Tổng thủ đại nhân bên ngoài có người đến gây sự đệ tử vô năng không cách nào chế ngự được xin sư phụ ra tay hào quang vui đến phát khóc có người đến gây sự mà ngay cả ngươi cũng không cách nào chế ngự hay sao? Phương ẩn có chút sững sững sờ, một tia thần thức quét ra phía bên ngoài, sau đó nói: Ta đã biết rồi, đi cùng ta. Vừa dứt lời, Phương ẩn liền biến mất ở tại chỗ. Ngay lúc này, Từ Dương đang đánh giết giảng khoái, đột nhiên không gian trước mặt nổi lên gợn sóng. Sau đó, một lão nhân giống như lột mở không gian từ trong đó bước ra. Ngừng tay! Phương Ẩn nói, ánh mắt âm tà của Lão nhìn bốn phía, chỉ thấy đệ tử Ma Vân Tông tử thương thảm trọng. Cũng may, người chết đều là đệ tử phổ thông, trụ cột Ma Vân Tông vẫn vững vàng, cũng không có gì trở ngại. Mặc dù hiện tại Lão rất tức giận, nhưng Lão không nhìn ra thực lực của Từ Dương thế nào lại tạo lên đả kích lớn với Ma Vân Tông như vậy. Phương Ẩn tính toán một chút, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Từ Dương ngừng tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn người ở trước mặt, bỗng nhiên thản nhiên nói: "Ngươi là tông chủ Ma Vân Tông sao? Nếu đã mời được đi ra ngoài thì chúng ta nói chuyện một chút đi." Vương Ẩn nói: "Ta là tông chủ, có chuyện gì sao? Tiểu Hưu có chuyện gì muốn nói với ta?" Từ Dương cười lạnh một tiếng: "Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, mau giao ra Ma Thiên Cuồng Dao ra đây cho ta." ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi và của tông môn các ngươi lựa chọn thứ hai chính là ngươi nghĩ quẩn cự tuyệt yêu cầu thứ nhất của ta tiếp đó ta giết tất cả các người của ma vân tông các ngươi như thế nào ngươi lựa chọn một cái đi từ dương nói sau hai tay khoanh lại hứng thú nhìn phương ẩn khi phương ẩn nghe đến cái tên ma thiên cuồng dao sắc mặt lập tức biến đổi làm sao ngươi biết được Phương ẩn nghi ngờ hỏi Nếu muốn người ta không biết Trừ phi mình đừng có làm Ta làm sao biết được điều này không quan trọng Tốt hơn hết Người suy nghĩ một chút Hai con đường ta đưa cho người đi Từ dương thản nhiên nói Sắc mặt của Phương ẩn đại biến Bỗng nhiên lão như nghĩ đến chuyện gì Cười lạnh nói Dù ta ma Dù ta mang ma thiên cuồng giao Giao cho người thì như thế nào Đó là hung thú có thực lực bán bộ động thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể chế trụ được nó hay sao? Phương ẩn cười đắc ý, kỳ thực lão cũng không thể khống chế, không thể chế trụ đổi con ma thiên cuồng dao này, nhưng lão có một bí thuật trong hoàn cảnh đặc biệt có thể áp chế thực lực của nó. Mặc dù như thế, lão vẫn bị thương, có thể thấy được con ma thiên cuồng dao kinh khủng như thế nào. Ta có thể chế trụ được ma thiên cuồng ra hay không là chuyện của ta. Bây giờ ngươi lựa chọn hai con đường ta đưa cho ngươi đi. Ngươi chọn cái nào đây? Sắc mặt của Phương Ngẩn biến đổi, lão thật sự nhìn không thấu thực lực của Từ Dương. Lão dò xét tu vi của Từ Dương là luyện khí kỳ, nhưng mà lão cũng không phải là đồ đần. Dù có dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ thì cũng biết, Từ Dương không phải có tu vi luyện khí kỳ. Đây chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Nhưng mà kệ lão cố gắng như thế nào vẫn không nhìn thấu tu vi thật sự của Từ Dương, cho nên bây giờ lão khá là bực bội. Bỗng nhiên, lão cười gần nói, Người đã nói như thế, vậy để ta xem ngươi làm như thế nào chế phục đó đây. Ta để con ma tiên cuồng rào ở sau sườn cốc, để ta dẫn người đi xem. tôi gần nói, trong lòng cười lạnh. Ma thiên cuồng giao cũng không phải là con thú tốt lành gì. Hiện tại lão không biết được thực lực từ của Từ Dương thế nào. Nên không dám động thủ, không bằng để cho con ma thiên cuồng giao thăm dò một chút. Từ Dương cười nói, À, vậy ra ngươi chọn con đường thứ nhất. Được, vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút. Phương ẩn đi đi trước dẫn đường, đi qua vài tòa đại sơn cuối cùng cũng đến chỗ hẻm núi sâu thẳm. Ma tiên cuồng giao đang ở trong đó Phương ẩn nói Từ dương nhìn vào hẻm sâu thẳm Hẻm núi rất sâu Rất tối không nhìn thấy đáy Nhưng từ dương có thể cảm nhận được Từ dưới đáy hẻm núi truyền tới sát khí kinh thiên Đúng là ở đây Từ dương thản nhiên nói Vừa rồi hắn cũng âm thầm dò xét một phen Phát hiện ma tiên cuồng giao Cũng chỉ là tu vi bán bộ động thiên cảnh ở đây chờ ta giải quyết nó. Từ dương tung người xuống hẻm núi. Ờ, ơn này... Phương ẩn choáng váng, hắn ta vốn là cho là Từ dương cảm nhận được khí tức của ma thiên cuồng giao sẽ lùi bước. Không ngờ từ dương còn không thèm nháy mắt lấy một cái. Cảm giác cứ như không coi con ma thiên cuồng giao ra cái gì vậy. Sau chút do dự, Phương Ẩn vẫn không đi theo từ dương xuống ngạp cốc nếu tự như là từ dương có thể chiến thắng con ma thiên cuồng giao hắn ta xuống hay không thì cũng không có tác dụng gì vậy nên suy nghĩ xem phải đối phó với người cường giả này như thế nào đây nếu từ dương không thể chiến thắng ma thiên cuồng giao hắn ta cũng không cần phải xuống làm cái gì bởi vì từ dương sẽ chết ở trên tay của ma thiên cuồng giao sau mấy phút rơi tự do từ dương cuối cùng dẫm chân lên mặt đất đùng một tiếng từ dương tạo ra một cái hố to sâu vài mét, lập tức cắt bụi tràn ngập. <laughs> từ dương đứng lên, hắn nhìn bốn phía ho khủ khủ. Xung quanh đen tối vô cùng, mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được nằm ngón, nhưng mà thế nếu có thể có vật thể rơi hay xa một chút, có lẽ sẽ chỉ thấy mờ mờ. Một cơn gió lạnh thổi tới, từ dương chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương loại hàn ý này không phải là do nhiệt độ thấp mà là cảm giác run rẩy đến từ trận thương. ông khí chỗ này thật mạnh là một nơi nuôi dưỡng tà vật rất tốt đây. từ dương nhìn xung quanh tự lẩm bẩm nói đúng lúc này bỗng nhiên trong bóng tối hiện ra hai con mắt màu đỏ rậm to như đèn lồng người đã đến rồi sao từ dương nhìn ma trên cuồng dao ở trước mặt khẽ cười nói mặc dù chỗ này quá mức tối tăm nhưng mà thần thức của tử dương cường đại nhường nào đã sớm biết được trước mặt hắn có con ma tiên cuồng dao đang nằm ma tiên cuồng dao to khổng lồ nằm trải dài cả hạp cốc đến mức nó còn không thể thoải mái di chuyển ở nơi đây tử dương cảm thấy cả người hắn còn không to bằng mắt của con ma tiên cuồng dao này nhân loại quả nhiên không có đáng tin đều là một lũ đáng chết Ma thiên cuồng giao miệng nói tiếng người, âm thanh cực lớn, phảng phất như cửu thiên kinh lôi, làm cho núi đá xung quanh đều bị chấn cho phát run, vô số viên đá nhao nhao rơi xuống đất. Có ý gì đây, ta không có hiểu đâu. Từ dương không hiểu tại sao nó lại nói những lời này, nhưng mà điểm này cũng không trở ngại việc từ dương muốn giết ma thiên cuồng giao. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Ngươi đã không muốn ngoan ngoãn nằm yên trong trận pháp, vậy cũng chỉ là còn địa ngục mới chứa được ngươi mà thôi." Từ Dương nói, Ma Thiên Cuồng Dao phun từ trong lỗ mũi ra một luồng khí màu trắng cười nhạo nói: "Nhân loại, ai lại cho ngươi cái tự tin này?" Như nằm đó, Ma Thiên Cuồng Dao còn chưa có nói hết, Từ Dương đã nhảy lên đầu con Ma Thiên Cuồng Dao. Trên đầu ma tiên cuồng dao có hai cái sừng thật dài, cũng thật lớn. Từ dương vuốt về cái sừng lớn, bỗng nhiên nghĩ tới, sừng ma tiên cuồng dao chính là linh dược kiếm gặp. Có thể luyện chế không ít đan dược đây. Nghĩ tới đây, từ dương lập tức cười lạnh, một tay cầm lấy cái sừng, sau đó rút mạnh ra. Một giải máu dài từ trên đầu của ma tiên cuồng dao chảy xuống. Ma tiên cuồng dao cũng phát ra một tiếng tiếng hét thảm, thê, thê lương tê tâm liệt phách thanh âm này thông qua hẻm núi truyền ra bên ngoài vang tận mây xanh đệ tử ma vân tông đều hoảng sợ nhìn lên trời không biết tiếng gào thét kinh thiên từ đâu mà truyền tới vương ngần đang ở trên hẻm núi thì suýt chút nữa bị tiếng gào thét này chấn cho điếc cả tai cái, cái gì thế này cái gì thế này tiếng dùng này nghe không có đúng lắm chẳng lẽ anh ta nghe có vẻ ti tạm thế hắn ta tự mình lầm bầm. Trong đầu hắn ta không khỏi hiện lên tình cảnh Ma Thiên cuồng dao bị Từ Dương treo lên đánh. Ở phía dưới hẻm núi, Từ Dương đứng ngay trên đỉnh đầu ma Thiên cuồng dao thì càng cảm thấy khó chịu mẳng nhĩ. Gào đi, gào tiếp đi, gào to lên. Từ Dương đột nhiên rút cái sừng còn lại lên, động tác dễ dàng như rút củi cải vậy. Tiếp đó, khi ma thiên cuồng Giao còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đột nhiên một cước đá vào bụng ma thiên cuồng dao hình thể ma thiên cuồng dao vô cùng khổng lồ từ dương có cảm giác bản thân mình còn không lớn được bằng một phần vạn của ma thiên cuồng dao một con kiến đá một con voi tình cảm ngược đời thật là nực cười nhưng mà ma thiên cuồng dao thật sự bị từ dương một cước đá lên thật cao cơ thể cao chọc trời của ma thiên cuồng dao liên tục ma sát vào vách đá hai bên hẻm núi toàn bộ hẻm núi bị nó làm rộng ra thêm mấy phần. các đệ tử ma tông đều hoảng sợ nhìn về phía hậu sơn. mặt đất ma vân tông đang run dày, nhà cửa liên tục sụp đổ. trong tiếng nổ kinh thiên động địa, đầu của sinh vật to lớn trồi lên. cái gì kia, cái gì kia? một người ngửa mặt hết cỡ nhìn lên bầu trời không dám tìm thấy. Ồ, trông như là một đầu con con, con con đại xà thì phải. một người khác nói. Đây chính là đại xà, người, người, người chắc chứ, có phải là con đại xà nào lớn như thế hay sao? Ta thấy đây là dòng mới đúng. Một đám đệ tử Ma Vân Tông không rõ chân tướng thì đầy ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Phương ẩn thì đang choáng váng đến háo cả mồm. Hắn ta không phải là đám tiểu đệ, tiểu đệ tử của Ma Vân Tông cái gì cũng không biết kia. Hắn ta biết đó chính là Ma Thiên Cuồng Giao. Thế nhưng, vì sao Ma Thiên Cuồng Giao lại đột nhiên bay lên như thế này? ngay lúc này từ trong hạp cốc cũng bay ra một bóng người bóng người này so với ma thiên cuồng dao thì không khác gì một hạt vừng so với một người trưởng thành nhưng hạt vừng này nhảy lên đỉnh đầu của ma thiên cuồng dao một cước đạp mạnh xuống ma thiên cuồng dao vẫn còn đang ở trên đường bay lên lại bị ép mạnh xuống đất ma thiên cuồng dao rơi vào một tỉnh núi bụi mù bay tung tóe cả một khoảng không rộng lớn đến cả ngọn núi cũng trực tiếp bị san phẳng Ma Thiên Cuồng Dao thì đã không còn nhúc nhích, chỉ còn có thể há to mồm mà thở dốc. À, thật sự là nhẹ nhõm." Từ Dương lắc lắc đầu đi đến bên miệng của Ma Thiên Cuồng Dao. "Ta, ta mặc, ta ta mặc cho ta từ 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 đây từ đây về sau, ta tận nguyện nghe lệnh của, của đại nhân." Ma Thiên Cuồng Dao lấy Từ Dương tới liền phải cố dùng hết khí lực để nói: Mặc dù đây là một câu mà Ma Thiên Cuồng Giao phí hết sức lực mới nói ra được, nhưng bởi vì hình thể của Ma Thiên Cuồng Giao quá to lớn, âm thanh vẫn như sấm rét vậy, toàn bộ người trong Ma Vân Tông đều nghe được. Không ít người chết lặng, mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không trở ngại cho bọn họ nghĩ tới rất nhiều thứ. Nhưng mà Phương Ẩn mới là người kinh hãi nhất, Ma Thiên Cuồng Giao vừa phải nói lời quy phục một người nào đó. Ê, ta không cần đâu, từ dương cười thản nhiên nói, hắn ta cảm thấy ma thiên cuồng dao chết có giá trị hơn nó còn sống. Thân thể của ma thiên cuồng dao đã là một bộ linh dược tuyệt hảo. Tỉ như ngay trước mặt từ dương đây có mấy sợi dâu của ma thiên cuồng dao cũng có thể làm thành dây thừng hoặc có thể phối thêm với một mọi loài linh dược khác để luyện chế thành ẩn đan. Ẩn đan có thể tăng tỷ lệ thành công trên diện rộng cho kim đan kỳ tấn tăng đến nguyên anh kỳ. Người, ừ ngươi không cần ta vậy vậy ý ý của ngươi là là gì muốn muốn giết ta sao ma thiên cuồng dao có chút kinh hoàng nói tại một ngàn năm trước có lần nó phải chiến đấu với mấy chục tu sĩ người đan kỳ cũng không thấy kinh hoàng nhưng giờ bây giờ gặp nó nó gặp phải từ dương nó lại vô cùng kinh hoàng vừa rồi từ dương mới đạp cho nó hai cước đã làm cho nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh thật sự rất lợi hại hai cước vừa rồi của Từ Dương thiếu chút nữa thì lấy mạng của nó. Hơn nữa, rõ ràng Từ Dương còn chưa dùng ra toàn bộ thực lực, cứ như là đùa giỡn với nó vậy. Vậy mà mới hai cước nhẹ bỗng đã làm cho nó bị trọng thương. Mặc dù trí lực của nó không sánh được bằng nhân loại, nhưng mà nó cũng biết nó đánh không lại tên quái vật này. Nhân, nhân loại, đừng, đừng, đừng có giết ta, ta có thể làm tụ thú cưới cho người. Ma Thiên Cuồng Giao hoảng sợ nói, Từ Dương lắc đầu nói, cái này ta không có hứng thú đối với thú cưỡi, ta có hứng thú với luyện đan hơn, cho nên ta định dùng ngươi để luyện chế đan dược. Đục, dùng ta để luyện chế đan? Ma Thiên Cuồng Giao sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, cái gì đây, dùng nó để luyện đan không phải chính là muốn phân thây nó hay ta hay sao? Nghĩ tới đây, Ma Thiên Cuồng Giao sợ đến run rẩy, vội vàng nói. Ng ng người đừng 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 có giết ta đừng đừng có giết ta người người muốn làm gì ta cũng được 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 không đừng 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 dùng ta luyện đan là được ma thiên cuồng giao khổ sở cầu khẩn đứng ở trước dinh tử tiết tháo chỉ còn là đống rác phương ẩn háo mồm không nói lên lời hắn ta chợt xoay người trong lòng bàn tay dịn ra mồ hôi mịn hắn ta có thể cảm giác được tư dương có ác ý sâu đậm đối với ma vân tông Hắn ta cảm thấy nếu tâm tình từ dương không tốt, vài phút sẽ làm cho Ma Vân Tông bọn họ diệt môn. Cho nên, bây giờ việc mà Ma Vân Tông phải ưu tiên hàng đầu chính là làm cho từ dương hài lòng, tuyệt đối không được cho phép là không được phép làm cho Từ Dương cảm thấy khó chịu dù chỉ là một chút. Chuyện này có thể đến vấn đề sinh tử tồn vong của Ma Vân Tông. Mặt khác, bây giờ cũng còn có một vấn đề vô cùng có giải quyết, ma Vân Tông trộm mất ma thiên cuồng dao từ thiên dương tông, bây giờ phải làm như thế nào giải thích mới bấy vị tiền bối đây? Phương Ẩn cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra. Phía xa, ma thiên cuồng dao hao hết miệng lưỡi, dùng cái đầu không mấy linh quang của nó để suy nghĩ ra vô số lý do không nên giết nó, đều bị từ dưng dùng đúng một câu để chế ngự Ta muốn dùng người để luyện đan. Nhận nhận loại, người, người, đừng có mà quá phận. Ngươi muốn dùng ta để luyện đan chứ gì nếu người dám giết ta ngươi cũng đừng hòng được như ý ma thiên cuồng giao cuồng loạn nói từ dương cười nhạt nói cái này ngươi có thể thử xem Ngươi thử xem chẳng phải là sẽ biết hay sao từ dương cười rất tự tin đôi mắt trong suốt nhìn trầm trầm ma thiên cuồng giao ma thiên cuồng giao cuồng loạn nói được được lắm người đã khăng khăng muốn giết ta như vậy 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 ngươi đừng hòng mà chiếm được ta dứt lời thân thể to lớn của ma thiên cuồng dao liền trở nên đỏ bừng phảng phất như một que hàn đang cháy mạnh oanh một tiếng bỗng nhiên linh khí chung quanh trở nên nồng nặc nhanh chóng lấy cơ thể của ma thiên cuồng dao làm trung tâm linh khí bắt đầu xoay tròn rồi dần dần trở thành một cái vòi dòng cực lớn thân thể của ma thiên cuồng dao cũng càng thêm đỏ lên phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung ra Người muốn tự bạo. Từ dương không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ dương thấy nếu để cho ma thiên cuồng giao tự bạo, toàn bộ những gì khoảng cách diện tích 100 dặm, quanh đây sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Nhân, nhân loại là là do người bức ta, ta có thể chết cũng phải kéo người trôn cùng. Ma thiên cuồng giao gào thét cười lớn. Lúc này, thân thể ma thiên cuồng giao ra sức bành trướng trông thấy trở nên giống như một quả cầu khổng lồ, À, cái này ngươi lại nghĩ nhiều rồi đây Từ dương thản nhiên nói Từ dương vừa nói vừa đưa một ngón tay Điểm một cái trên thân của ma thiên cuồng giao Lúc này chuyện thần kỳ xảy ra Thân thể đang bành trướng của ma thiên cuồng giao Nhanh chóng co vào Rất nhanh chỉ trở lại thành bình thường Thân thể đỏ hồng cũng trở thành màu đen vốn có Phòng bảo linh khí vừa mới tụ đến cấp tốc tiêu tan Thiên địa một lần nữa trở thành sự bình tĩnh vốn có, phảng phất như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Sao, sao, lại thế này? Ma thiên cuồng giao ngơ ngác nói trong ánh mắt đầy vẻ mê mang. Ê, à, người có thể chết được rồi đây. Từ dương thản nhiên nói, ngay sau đó lấy ra một thanh kiếm cắm vào chán của ma thiên cuồng giao. Đầu của ma thiên cuồng giao lập tức bị nổ tung thành vô số mảnh vụn. Từ dương nhìn thi thể ma thiên cuồng giao mà nó nở ra nụ cười. Ma thiên cuồng giao cũng già tuổi rồi, nhưng mà thực lực của nó chỉ có bán bộ động thiên thậm chí ngay cả bán bộ động thiên cũng chưa có tới. Thứ duy nhất có thể trực tiếp dọa người là thân thể khổng lồ của nó. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là ma thiên cuồng dao là cạn bã, mà chỉ bởi vì ma thiên cuồng dao bị trận pháp phong ấn ngàn năm, tu vi không tiến mà còn thụt lùi. Nếu để cho ma thiên cuồng dao tu chỉnh một đoạn thời gian, vậy ma thiên cuồng dao hẳn sẽ khôi phục đến danh giới tu vi động thiên cảnh. Ngay lúc này, từ dương nghe thấy từ hậu phương truyền đến một hồi thành phá không. Từ dương quay đầu nhìn lại thấy một đám người bay đến trước mặt của hắn. Các người là ai? Tới đây làm gì? Từ dương hỏi. Ngay lúc này, đám người kia quỳ một chân trên mặt đất rất cùng kính đói. Mà vân tông hoàn nghênh tiệt mối đại giá quang lâm. Người cầm đầu chính là phương ẩn đang đơm nấp lo sợ. Từ Dương đảo mắt qua Vương ẩn, phương ẩn cười càng thêm miễn cưỡng. Từ Dương đứng từ xa phảng phất như có thể nghe được cả tiếng tim đập của hắn ta. Người làm gì vậy? Vừa nãy người đâu có như thế này. Từ Dương cười tùm tỉm nói. Phương ẩn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nếu hắn ta sớm biết Từ Dương lợi hại như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không dùng thái độ đó. Đại nhân, Vừa đây có chỗ mạo và mong rằng đại nhân thứ tội cho. Phương Ẩn run run nói. Từ dương gật gật đầu rồi nói. Được rồi, ta đã biết. Vậy ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn gì đây? Ta cúi tới xin đại nhân thứ tội. Sau đó Phương Ẩn nói. Từ dương cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi có tội gì? Phương Ẩn càng đổ mồ hôi lạnh hơn. Lời này từ dương rõ ràng là nói mát mà tội bất kính. Phương ẩn suy nghĩ một chút rồi mới nói. <laughs> tội bất kính à? Tạm gác lại chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta nói về con yêu thú này trước. Từ dương chỉ vào ma thiên cuồng dao lạnh lùng nói. Phương ẩn nghe vậy thì trầm lòng xuống. Mặt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Bây giờ hắn ta sợ nhất là từ dương sẽ chi cứu chuyện về ma thiên cuồng dao. Hắn ta phải mạo hiểm đánh đổi việc cả thiên hạ phỉ báng đối đầu ma thả con yêu thú này ra hơn nữa ma thiên cuồng giao cũng không quy phục ma vân tông bọn họ chỉ là giữa ma vân tông và ma thiên cuồng giao có giao dịch ma thiên cuồng giao tạm thời ở lại ma vân tông chuyện chuyện này chuyện này chuyện này chúng ta cũng chỉ là muốn ma thiên cuồng giao làm linh thú thủ hộ sơn môn cho chúng ta mà thôi không có ý gì khác đâu vương ngẩn có chút trột dạ nói thật là như vậy từ dương lại cười gần hỏi Ma thiên cuồng giao Các ngươi thả nó ra khỏi phong ấn Có từng nghĩ nếu như ma thiên cuồng giao Mất đi khống chế Các ngươi sẽ phải làm gì hay không Chuyện này Chuyện này không phải Phải có đại nhân hay sao Một người khác yếu ớt nói Từ dương nhìn người kia Cũng không còn tâm tình đói nhảm với đám người này nữa Ta đây có thể không truy cứu, nhưng mà ta muốn tới thương khố của các người một chuyến, chắc là không có vấn đề đúng không? Từ dương tin tưởng hắn hỏi như vậy, mọi người đều sẽ hiểu ý của hắn. Vương ẩn biến sắc nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài nói. Dạ, tuần mệnh đại nhân mặc dù phương ẩn rất không can tâm nhưng mà hắn ta có thể làm sao bây giờ một vị tiền bối có thể một cước đá chết ma thiên cuồng dao diệt ma vân tông bọn họ còn không phải là chuyện quá đơn giản sao từ dương được phong ẩn phương ẩn dẫn đường đi đến thương khố ma vân tông quả nhiên trong này có không ít bảo bối đủ loại linh kiếm đan dược công pháp đây là tích lũy nội tình của cả một tông môn ma vân tông truyền thừa hơn ngàn năm Bây giờ chính là thời điểm Ma Vân Tông cường thịnh nhất, bảo bối tất nhiên là có không ít. Những vật này mà đặt ở một vạn năm trước, Tử Dương còn không thèm nhìn lấy một cái, nhưng mà bây giờ Thiên Nam Tông nghèo rất mỏng tơi, trong thường khố cơ bản đã rỗng tuếch. Cho nên, Tử Dương vung tay lên hút hết tất cả đồ vật vào chữ vật không gian của mình. không ẩn nhìn ra gia nghiệp tổ tông cứ như vậy mà biến mất, trong lòng vô cùng tức giận lại không có dám đói. Ngược lại, hắn ta còn phải cố nặn ra độ cười tươi. Nhưng được một lúc thì không chịu đổi được nữa, dưới sự kích thích mãnh liệt, phương ẩn khí cấp công tâm, bắt trận trắng lên, hồn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, toàn bộ quận Thiên Vũ bắt đầu truyền tay nhau truyền thuyết về Ma Vân Tông, bởi vì từ trưởng lão cho tới đại tử luyện khí kỳ Ma Vân Tông đã bắt đầu xuống núi ăn xin. Từ dương không chỉ dỡ sạch thương khố Ma Vân Tông, mà còn độc ác cướp sạch những gì trên người từ trưởng lão của đệ tử luyện khí kỳ. Ngay cả sơn môn khoáng đạt đầy khí thế kia cũng bị mang đi nốt, bây giờ Ma Vân Tông đã có thể gia nhập cái bang. Từ Dương trở lại Thiêm Lam Tông ngày đầu tiên đã tuyên bố Từ Dương muốn ban thưởng bảo vật cho đệ tử nên gọi hết đệ tử tập trung về quảng trường. Đám người rộn ràng chân lấn về mặt đầy sung bái nhìn Từ Dương trên đài cao. Tất cả mọi người an tĩnh lại một chút, chờ ra một khoảng trống để ta để đổ bảo vật lên đó. Các người thấy thích cái gì thì lấy cái đó đi. Từ dương lớn giọng nói, từ dương vùng tay lên, bảo vật trông chất như núi tung bay ra giữa quảng trường. Mùi thơm ngát của đan dược, hàn quang sáng lóe của vũ khí chứng tỏ đây không phải là rác rưởi mà thực sự là bảo vật. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, như này cũng quá là nhiều rồi, từ lão tổ rốt cuộc đi cướp ở đâu vậy? Đám Kim Đan Kỳ các ngươi tranh đoạt với bọn họ làm cái gì, đừng có ánh mắt hạn hẹp như thế chứ, ta giữ lại cho các ngươi tứ tốt hơn rồi, bây giờ các ngươi đi duy trì trật tự cho ta, nếu ai đánh nhau cướp đoạt, các ngươi phạt những người đó cho ta. Từ Dương còn không quên nói với đám trưởng lão Kim Đan Kỳ nhưng tù sĩ Kim Đan Kỳ nghe vậy thì hết sức vấn khởi, sau khi vội vàng nói tạ thì tay chân mau lẹ đi duy trì trật tự. Lúc này, Lăng Thanh Thủ đi tới, nhìn bảo vật chất đống như núi không nhịn được mà hỏi. Lão Tổ, những vật này nhiều như vậy không phải là ngài ra ngoài cướp sạch tông môn nào đó chứ? Đúng rồi, ta đi cướp sạch một tông môn đó. Từ dương rất sảng khoái, gật đầu nói. Lăng Thanh Thủ sững sờ, vừa rồi nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi bừa mà thôi, không ngờ thật sự là đây là vậy Nàng không khỏi nhìn lại từ dương Bỗng nhiên nên không biết nói gì Cho phải Đi chúng ta vào sơn môn Ch Chúng ta vào sơn môn làm gì Lăng thanh thủ nghi ngờ hỏi Sơn môn của chúng ta đã nát đến mức Trông không ra cái dáng Một cái sơn môn rồi Ta cướp được một cái sơn môn mới khá tốt đây Sửa sang lại một chút là được Lấy tạm đi từ Dương nói, Lăng Thanh Thù nhìn về phía Từ Dương với vẻ mặt quái dị, nếu như nàng không hiểu sao, sai vậy thì lão tổ đã ra bên ngoài, đoạt hẳn một cái sơn môn về. Từ Dương đi tới trước sơn môn Thiện Lam Tông, nhổ bay cái sơn môn đổ nát lên rồi mới dứt khoát ném đi, sau đó đặt sơn môn của Ma Vân Tông vào vị trí cũ. Khi có một sơn môn đầy khí thế, toàn bộ Thiên Lam Tông lập tức trông trang khang trang hơn hẳn lên. Lăng Thanh Thù cười khổ nói à, lặng, từ lão tổ Bên trên sơn môn này viết ma vân tông kìa Từ dương nhớ mày Rồi tung người lên Trên tay xuất hiện một thanh đinh kiếm Chỉ chỉ vài đạo kiếm lướt ngang qua Bà chữ ma vân tông Đã bị từ dương nạo sạch xuống Sau đó với nét bút rồng bay phượng múa Từ dương khắc ra ba chữ thiền làm tông Từ dương lại đắt xuống đất Thu kiếm nhìn sơn môn mới Hài lòng mỉm cười nói lăng thanh thủ người thấy chữ này có được không lăng thanh thủ nhìn sơ sơ một chút không cảm thấy gì nhưng mà càng nhìn lâu lại càng cảm thấy kinh hãi bởi vì phảng phất như có thứ gì đó đang nắm chặt lấy trái tim của nàng ta khiến nàng ta thở thôi cũng thấy khó khăn lão tổ à ch chữ này ta nhìn nó cứ có cảm giác sợ sợ lăng thanh thủ nói từ dưng nở nụ cười giải thích. À, chữ này được ta thêm vào pháp tắc thiền địa. Ngay cả sát ý, người nhìn bình thường thì không có sao. Nhưng mà nếu có kẻ mang sát ý với thiền làm tông, nhìn vào chữ này tâm thần sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đấy. Lăng thanh Tù nghe vậy thì nhìn tự dương với ánh mắt càng thêm sủng bái. Lúc này nàng các cảm thấy lão tổ nhà mình thực sự không gì không làm được. Sơn môn thiền làm tông đã khang trang, từ dương lập tức quay về trong phòng, Kế tiếp từ dương chuẩn bị đi chế thuốc nhìn chỗ linh dược trồng chất như núi từ dương cũng cảm thấy toát mồ hôi nhiều linh dược như vậy nếu chỉ một mình hắn mà đi luyện chế sợ rằng sẽ luyện đến tiền hồn địa ám mất hơn nữa từ dương hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ hiện tại hắn cảm thấy mình giống như một tiểu đồng tử luyện dược vậy từ dương chán trường nằm ườn ra mặt đất miệng ngậm một cây cỏ xanh à xem ra ta cần phải thêm mấy tiểu đồ đệ phụ tay luyện dược mới được nghĩ đến đây từ dương đứng lên nhìn về phía bên ngoài lăng thanh thù thì không được mặc dù nàng cũng có thiên phú luyện đan nhưng mà thiên phú đó kỳ thực chẳng ra làm sao đúng là nếu có từ dương hết lòng dạy bảo nàng ta cũng có thể trở thành một luyện đan sư nhưng lăng thanh thù là tông chủ của thiên lam tông không thể cứ ngày ngày ngồi một chỗ chỉ để luyện đan được xuống núi tìm một đệ tử xem như thế nào từ dương thở dài một cái đi ra bên ngoài thì lam tông đã trải qua vạn năm không được chăm chút nói là biến thành phế tích cũng không quá muốn trùng kiến thiên lam tông nhất định phải một phải là một công trình vĩ đại nhưng mà tử dương không có quan tâm cho dù có khó khăn lớn hơn nữa cũng không thể ngăn được hắn Thiên lam tông đối với tử dương chính là nơi ký thác tinh thần của hắn Hắn đầy sống quá lâu rồi. Mười vạn năm trước, hắn đi theo sư phụ cùng tạo ra thiên lam tông, chứng kiến thiên lam tông từ không tới có. Thời gian trôi qua mười vạn năm, trải qua bao nhiêu thương, thương hải tăng điền, sư phụ, sư đệ của hắn, cả những cố nhân kỳ xưa đều đã biến mất trong dòng chảy thời gian. Thời gian mười vạn năm đúng là quá lâu, có thể xóa đi tất cả các vết tích. Sâu trong ký ức, ngay cả hình dáng của sư phụ hắn cũng đã trở nên rất mơ hồ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của sư phụ chính là thiên lam tông mà hắn và sư phụ đã một tay khai sáng lên thời gian mười vạn năm thiên lam tông còn có thể tồn tại trên thế giới chính là công lao của tử dương trong lòng tử dương chỉ có hai chuyện cần bận tâm một là đột phá luyện ký kỳ thành công leo lên trúc cơ kỳ chuyện thứ hai là bảo hộ thiên lam tông vĩnh kiếp không chỉ như vậy nó còn phải trở thành tông môn cường đại nhất thế giới, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Trước khi Tử Dương rời Thiên Lam Tông, hắn đã cho Lăng Thanh Thủ một nhiệm vụ, chính là đối thoại tuyển nhận đệ tử luyện đan. Ngày thứ hai liền có không ít người đến tham gia khảo hạch, nhưng mà người tới đây trên cơ bản đều là người ở xung quanh đây, không có người từ nơi khác đến, đại đa số những người này cũng là tới để tham gia náo nhiệt căn bản không có thiên phú luyện đan. Mà dù là có, người có thiên phú thì cũng không đạt được tiêu chuẩn tuyển nhận từ dương đặt ra cho. À, xem ra không thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ được rồi, con cần đi ra ngoài chủ động tìm kiếm đây. Từ dương nhìn đám người đến dự tuyển mà chán nản. Ngày thứ hai, từ dương rời khỏi thiên lam tông, tìm kiếm khắp cả cảnh nội tề châu, muốn tìm được một đệ tử thiên tài luyện đan. Nhưng mà tự dương tìm nửa tháng cũng không tìm được người có thiên phú, chứ đừng nói gì tới thiên tài phù hợp. Cứ tìm kiểu bò mẫm như thế này cũng không phải là cách hay. từ Dương nhíu mày lầm bầm, bỗng nhiên từ Dương vỗ mạnh vào chán, cảm thấy mình đúng thật là ngu xuẩn. Người có thiên phú luyện đan, mặc dù có tìm, nhưng mà có một chỗ tuyệt đối có đầy đủ loại người như thế này. Nghĩ tới đây, từ Dương lập tức khởi hành tới Dược Sơn Trang, cũng nằm trong cảnh nội Tề Châu. Tu sĩ Dược Sơn Trang không đổi danh vì sức chiến đấu trong cấp Tề Châu, mà là một tông môn luyện đan, chỉ giỏi về luyện đan. Tại Tề Châu, Dược Sơn Trang nhận thứ hai, không có thế lực nào dám nhận thứ nhất. Ở tại Tề Châu, gần như tất cả thế lực đều sẽ cần luyện đan sư Dược Sơn Trang để luyện chế đan dược. Bởi vậy, Dược Sơn Trang vô cùng có tiền, sống những ngày tháng vô cùng thoải mái, Dược Sơn Trang đệ nhất tông môn luyện đan Tể Châu, danh tiếng lan xa, hấp dẫn không ít chuẩn luyện đan sư muốn gia nhập Dược Sơn Trang. Bây giờ đúng ra, đúng đang vào dịp thịnh hội đại chiến sinh, triều sinh mỗi một năm một lần của Dược Sơn Trang. Bên ngoài Dược Sơn Trang người đông nghìn nghịt toàn bộ đều là người có tư chất luyện đan nhất định. Tử Dương đi lẫn vào trong đám người ánh mắt ra sức để tìm kiếm. Không được, không được vẫn không có thấy. Từ Dương đảo qua một người liền thấy rõ tư chất luyện đan của người kia ra sao. Nhìn nhiều người như vậy vẫn không tìm được một đệ tử có tư chất đủ khiến hắn hài lòng. Trong lòng Từ Dương không khỏi có chút thất vọng, thậm chí đã là nghĩ có nên từ bỏ việc này hay không, mà nên trực tiếp xông vào dược sơn trang nhờ giúp luyện chế đan dược. Đằng lúc Từ Dương suy nghĩ bỗng nhiên phía trước truyền tới một tiếng quát quát thẳng về phía của hắn. Này này, ta nói cho ngươi này, lẳng nha lẳng nhằng cái gì đây, nhanh tới đây để kiểm tra đi. Từ dương nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một người thiếu niên mặc thanh y đang gào to với hắn. Còn không mau tới đây mà kiểm tra tư chất. Thấy từ dương còn dững sờ đứng yên ở tại chỗ, chu triệt càng thêm mất kiên nhẫn giống to một tiếng. Bên cạnh chu triệt có một cái bàn hình vuông, được chống lên bởi bốn thanh sắt cao bằng nửa người trên bàn có đặt một viên thủy tinh cầu màu trắng tử dương biết thứ này là thủy tinh cầu đều khảo thí xem một người có tư chất về đan dược hay không cần để tay lên thủy tinh cầu tiếp đó rót linh khí vào đó căn cứ theo màu sắc mà thủy tinh cầu hiện lên để phản phán đoán tư chất luyện đan của một người. Nếu như là màu trắng, chính là không có tư chất luyện đan, màu lam là kém, màu vàng thuộc hạ trung đẳng, màu đỏ là ưu tú, màu đen chính là nghịch thiên. Muốn biết đẳng cấp cụ thể hơn nữa thì sẽ căn cứ vào độ đậm nhạt của màu sắc để phán đoán. Tỷ như màu lam có sự khác nhau giữa màu lam nhạt và màu xanh đậm. Từ dương đi tới gần thủy tinh cầu, tay phải đặt lên trên đó, sau đó đưa một tia linh khí vào. Không ít người đã nhìn đều chầm chầm vào, nhưng mà tia linh khí kia biến mất, tùy tinh cầu vẫn không có biến hóa màu sắc chút nào không hào cách người tiếp theo chu triệt không kiên nhẫn vất tay nói không có thay đổi màu sắc thì chính là không có tiên phú cũng có nghĩa là tương lai từ dương cũng chỉ là một phạm nhân hắn ta vừa là tu sĩ lại kiêm luyện đan sư tất nhiên không cần khách khí với một tên phạm nhân từ dương cũng không có để ý bởi vì đây là thái độ bình thường mà tu sĩ dùng để đối đãi với phạm nhân Hắn vì không tìm được người như mong muốn nên cũng không có ý định ở lại đây. Từ dương vừa quay người muốn đi thì bỗng nhiên ánh mắt từ dương thấy hai, hai tỷ đệ đang đứng ở trong một góc gió sình. Ồ thiên tài tuyệt thế thiên tài đây rồi. Một giây sau từ dương liền kích động. Tỷ tỷ đại khái 13, 13, 14 tuổi nhưng y phục rách nát cũng không thể che giấu được tư sắc kiêu kiêu nhân của làng có thể thấy được tương lai lớn lên tuyệt đối là một đại mỹ nhân còn đệ đệ thì chừng 10 tuổi mặc dù trong bộ dáng cũng vô cùng thê thảm nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt lộ rõ ra vẻ kiên nghị hai người này có tư chất nghịch thiên cũng là thiên tài luyện đan dự, luyện dược bọn họ bày trên mặt đất một cái chén nhỏ còn quỳ trên mặt đất ăn xin hai tiền tài tuyệt thế lại không được ai phát hiện ra lại để cho bọn họ trở thành người ăn xin từ dương thở dài ở trong lòng sau đó từ dương đi tới lấy ra một thực quả màu đỏ đưa cho hai người bọn họ ăn đi cảm tạ cảm tạ tỷ lệ hai người vội vàng nói lời cảm tạ còn dập đầu một cái sau đó mới nhận lấy quà hai người bọn họ ăn như hổ đói hiển nhiên đã bị đói bụng rất lâu từ dương cười hì hì chờ tỷ đệ hai người ăn xong mới bình tĩnh nói. Các ngươi tên là gì? Ta tên Lưu Thanh, nó tên là Lưu Minh. Tỷ tỷ nói, giọng nói thanh thú nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Từ dưng gật gật đầu nói, được, Lưu Thanh, đúng không? Về sau ngươi hãy đi theo ta đi. Từ dưng cười rất hài lòng, không ngờ chuyến đi này thật sự giúp hắn nhật được bảo rồi. Lưu Thanh chứng sờ, ngay sau đó lui về phía sau một bước nhìn Từ Dương với ánh mắt rất là đề phòng người lạ. Từ Dương thấy thế thì vô cùng lúng túng, bây giờ hắn ta cảm thấy giống như một kẻ xấu đang đi lừa bán âu nữ vậy. Ồ, tên phạm nhân người thích đi ki kiếm chắc nữa cơ à? Ngay lúc này từ đằng sau truyền đến một tiếng nói đầy trầm trọng. Từ dưng quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Triệt đi tới, rồi hắn ta chú ý tới Lưu Thanh, lập tức không dứt nổi ánh mắt, trong mắt còn dần dần tràn ngập dâm quang. Người cút đề. Từ dưng lạnh lùng nói, Ây ôi, một tên phàm nhân như ngươi còn cứng đầu tới vậy cơ à? Chu Triệt kinh tường nói, mở miệng một tiếng phàm nhân, hoàn toàn không coi Từ dưng là người. Ánh mắt của hắn ta vẫn cứ nhìn về phía của Lưu Thanh tiếp tục nói, Ai tiểu bội muội đi theo ta đi, ta bảo đảm cho ngươi ăn ngon mỗi ngày. Từ nay về sau cũng sẽ không có ai dám đối xử tệ với ngươi. Ngươi cảm thấy có được không? Ánh mắt Chu Triệt có cảm giác như muốn ăn tươi nuốt giống Liêu Thành. Ánh mắt dâm tà không còn một chút che giấu dục vọng khiến cho người ta buồn nôn. Lưu Thành kéo lưu Minh lui về phía sau mấy bước kiên định đói. Không được, mẹ của ta vẫn còn ở trong nhà chờ ta. Lưu Thành nói xong, liền kéo lấy Lưu Minh rời đi. Chu Triệt tiến lên, duỗi ra một tay bắt lấy Lưu Thành, vừa cười vừa nói: "Ta cho phép ngươi đi theo ta là phúc khí của ngươi, sao ngươi có thể không biết tốt xấu như thế?" Lưu Thanh bị Chu Triệt bắt lấy thì không thể động đậy, vẻ mặt đã như màu đất, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Buông tay ra, ta ta cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Từ Dương lạnh lùng nói, Hai tỷ đệ này từ dương nhất định sẽ thu bọn họ làm đồ đệ. Chu Triệt muốn làm có hai tỷ đệ, từ dương đương nhiên sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Hả? Một cái phạm nhân như ngươi thì oai phong cái gì? Ta cho người ba giây, cút sang chỗ khác cho ta, không thì đừng trách ta độc ác đấy. Chu Triệt cũng hùng hãn nói, bên này phân tranh tất nhiên hấp dẫn tới quần chúng để vây xem. Tất cả mọi người không phải là mù, dâm quang quá mức rõ ràng trong mắt của Chu Triệt. Ai đấy nhìn đều thấy, nhưng mà mặc dù như thế, bọn họ vẫn nhao nhao nghị luận. Thì đệ hai người này, ta thấy ở đây nhiều lần rồi, bọn họ thật sự rất là thê thảm, nhiều lần suýt nữa thì chết đói đấy. Chu Triệt này để y nữ hải kia, nữ hài kia thật sự là có phúc, ít nhất về sau đều không cần phải đi ăn xin nữa đâu. Mà còn tên phạm nhân kia cũng thật sự là chán giống rồi đây, lại dám cướp nữ nhân với chu triệt đại nhân, ta cược hắn sống không quá hôm nay đâu. Tỷ lệ hai người nghe tiếng nghị luận của những người khác thì càng thêm tuyệt vọng mà run run người. Chạy, chạy đi! Lưu Thanh hô to một tiếng, Lưu Thanh và Lưu Minh lập tức liều mạng bỏ chạy, nhưng mà hai người bọn họ chỉ là phàm nhân làm sao có thể đào thoát khỏi trên tay được một tên tu sĩ như chu triệt một giây sau chu triệt đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ một tay túm lấy cả hai người à, vì sao lúc nào cũng có người muốn chết như vậy chứ từ dương lắc lắc đầu thở dài nói nhỏ hắn cũng đã xuất hiện ngay sau lưng của chu triệt từ dương tung quyền Tốc độ của một quyền này cũng không có nhanh, nhìn qua thì thấy không khác gì một quyền của phạm nhân, cho nên Chu Triệt rất nhanh nhận ra, miệng nở nụ cười tàn nhẫn. <cười> một tên phạm nhân nho nhỏ mà cũng dám đánh nhau với ta, ta thấy người chán sống rồi đây. Chu Triệt dứt lời cũng một quyền đấm tới Tử Dương. Hôm nay ta sẽ cho người biết giữa tu sĩ phạm nhân chính là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Oanh! hai nắm đấm cuối cùng cũng va chạm vào nhau rằng rắc ngoài dự đoán của mọi người cánh tay chu triệt trực tiếp bị đại lực từ một quyền của từ dương làm cho bốc hơi cũng chỉ có vậy mà thôi từ dương cười nhạt nói đây chính là chỗ khác nhau giữa tu sĩ và phạm nhân đó hay sao từ dương vừa dứt lời chu triệt oa một tiếng phun ra một vụ máu tươi cả người cũng lập tức bay ngược ra xa Oanh một tiếng, va mạnh vào tường sau đó liên tục phá vỡ mấy bức tường, hắn ta mới nặng nề rơi xuống đất. Lúc này người xung quanh đều sợ đến ngây người, một vài tu sĩ vận dụng linh khí để dò xét tu vi của Tử Dương, một số người vô cùng kinh ngạc nghị luận ẩm ý. Ê, hắn không phải là phàm nhân, hắn là tu sĩ luyện khí kỳ kìa. Ê, không, không ngờ hắn ẩn núp sâu như vậy, ta vẫn cho rằng hắn là người thường đấy cái gì hắn là tu sĩ thì sao chẳng qua một tên tu sĩ luyện khí kỳ đừng nên người hắn vừa đánh là luyện đan sư dược sơn trang mà nơi đây cũng là chính là lường dược sơn trang đấy người này nói xong mọi người mới nhận ra đều cảm thấy người kia nói có lý à, chắc chắn là người này chết chắc rồi đây không sai hắn dám đánh chu triệt chu triệt là đệ tử của một vị tu sĩ trúc cửa kỳ đó tử dương nghe tiếng nghị luận xung quanh thì thấy có hơi buồn cười một dược sơn trang mà thôi nếu như tử dương muốn đến diệt cho bọn họ cũng chỉ là chuyện một đầu ngón tay Từ dương, từ dương đi tới trước mặt hai tỷ đệ lúc này đang sợ cho choáng váng cười hiền nói hai người các ngươi là kỳ tài luyện đan hai người các ngươi hãy bái ta làm thầy ta có thể mang cho các ngươi lên đến đỉnh phong thế giới tử dương nói trong lòng thì dâng lên cảm giác tội ác khôn cùng hắn ta Cảm giác bây giờ giống như đại thúc đang dụ dỗ một tiểu nữ hài vậy. Đám người xung quanh không rõ chân tướng thấy vậy thì quả thật đã nhìn Từ Dương với vẻ mặt đầy kinh bì. Còn tưởng rằng Từ Dương là loại người cao thượng gặp chuyện bất bình rút đa tương trợ. Không ngờ cũng cùng một loại đức hạnh như là chu triệt. Chẳng qua là coi trọng tướng mạo tư thái của bé gái kia mà thôi. Nữ tử hoài nghi nghi ngờ cảm giác có điều Từ Dương vừa mới cứu bọn họ, cho nên nàng cũng không cảm thấy phản cá, phản cảm với Từ Dương và như đối với Chu Triệt. Không được, mẹ ta đang chờ chúng ta ở nhà, chúng ta phải về, nếu không mẹ ta sẽ tức giận. Nữ hai tử nói nhanh chóng muốn rời đi. Muốn đi, hôm nay một người các ngươi cũng không đi được đâu lúc này một âm thanh phách lối chuyển đến từ dương bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn thấy một lão đầu từ trong đám người đi tới lão đầu này trên người mặc trường bào màu lam nhạt trên tay còn cầm một cái lò luyện đan lão ta chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà thôi nhưng chắc chắn là một luyện đan sư tôn quý hơn tu sĩ trúc cơ kỳ thông thường gấp mấy trăm lần lão đầu này đến trước mặt của từ dương quan sát hắn một chút cười nói Người chỉ là một tên gia hỏa có tu vi luyện khí kỳ, lại có gan dám gây chuyện với Dương Sơn Trang chúng ta, muốn chết sao? Từ Dương thật sự bó tay với loại người như thế này, không muốn mất thời gian với lão trực tiếp hỏi. Nói đề, người muốn làm gì? Ta tới gây sự hay muốn làm chuyện khác? Từ Dương không có tâm tình nói nhảm với lão ta, hiện tại hắn chỉ muốn nắm tay hai tỷ đệ này cùng quay trở về dạy dỗ cho thật tốt. nhưng thái độ của Từ Dương đã chọc giận lão già kia. chẳng lẽ sư phụ của người không dạy ngươi phải kính trọng lão già hay sao? lão đầu kia lạnh mặt hỏi. Từ Dương không thể tin được nhìn lão ta. lão ta vừa mới nói cái gì với hắn như thế này phải tôn trọng lão già hay sao? lão ta chỉ là một chút cơ kỳ nho nhỏ. nhỏ. Thế mà bảo một lão yêu quái sống mười vạn năm như Tử Dương phải tôn trọng. Tử Dương cười nhưng qua nội dung nói chuyện vừa rồi, cơ bản Tử Dương biết lão ta muốn đến gây sự. Nếu đến gây sự, đương nhiên Tử Dương cũng không cần khách ký nữa. Cút đề Tử Dương vung một quyền đánh về phía của lão, tốc độ ra quyền cực tranh, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh tới. Máu tươi chảy ra, lão ta lập tức bị đánh bay đi. Từ dương phủi tay không thèm liếc mắt nhìn lão một thêm một lần đi tới gần hai tỷ đại nói: Vừa rồi ngươi nói mẹ của ngươi đang chờ, có thể nói với ta chuyện này không? Nữ hải tử vô cùng sợ hãi khi nhìn cảnh tượng đấm máu kia. Nam hải tử thì ngược lại, có tố chất tâm lý cứng cỏi, sắc mặt vẫn như bình thường, không chút thay đổi. Được, ta tin tưởng ngươi, Nữ hai tử xoắn rít hồi lâu Cuối cùng nói Nàng cảm thấy từ dương không giống những người khác Không có ý ác ý với nàng ta Người đã tin tưởng ta như vậy Vậy ngươi có thể nói cho ta biết cuộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Vì sao các ngươi phải ra bên ngoài ăn gì như thế này? Ta có thể giúp ngươi. Từ dương ghiếp mắt cười, nữ hai tử lau đi nước mắt nói mẹ ta bị bệnh không xuống được giường trong nhà không có đồ ăn cùng chúng ta đành phải đi ra ngoài à thì ra là thế sao tử dương gật gật đầu cho biết đã hiểu được rồi ngươi có thể mang ta đi đến nhà ngươi xem một chút biết đâu ta có biện pháp chữa bệnh cho mẹ của ngươi tử dương sau đó khẽ cười nói ngươi nói thật sao nữ hài tử ngẩng đầu nhìn về phía của tử dương cười vui vẻ hỏi không lừa người. Ta có lừa người đâu. Đi, mang ta đến nhà các người xem một chút. Từ Dương nói. Nữ hài tử gật gật đầu, lúc muốn dẫn Từ Dương đi, bỗng nhiên có một người xuất hiện chắn trước mặt của Từ Dương. Muốn đi, giết người của Tược Sơn Trang còn muốn đi sao? Người kia còn chưa nói hết lời, Từ Dương đã một quyền đánh bay. Lập tức người đó hóa thành một làn sương máu tiêu tàn trong không khí, này, về sau đừng đến tìm chết là được, được chứ? Ta không muốn giết các ngươi, do các ngươi chặn đường thì ta nhất định phải giết thôi." Từ Dương thản nhiên nói. Quần chúng vây xem sợ đến ngây người, không thể tin được nhìn lấy Từ Dương. Người vừa đi ra là trưởng môn dược sơn trang, đã có tu vi Kim đan kỳ, nhưng một vị tu vi Kim đan kỳ lại trực tiếp bị Từ Dương giết trong chớp mắt, những người khác nhìn thấy mà ngẩn cả người cái gì đây rất cuộc hắn ta có tu vi gì thế này người kia người, người kia hình 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 như là trực trưởng môn dược sơn trang thì phải mà tu vi đã kim đan kỳ rồi mà thì sao còn không phải vẫn bị tên thần bí kia mà giết trong nháy mắt đó hay sao khi tất cả người ở đây đang thảo luận về tử dương hắn đã tới nhà nữ hải tử kia rồi một căn nhà gỗ không lớn gỗ bị mộc nát nghiêm trọng dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Tử Dương tiếp tiến nhập vào gian phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường là một nữ nhân trục niên. nàng ta nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên người bốc ra mùi hôi thối. Trúng độc. Tử Dương liếc mắt nhìn qua đã rõ ràng tình huống trúng độc. đương nhiên là xử lý được, chỉ mấy vài chỉ mất vài phút thời gian, Tử Dương đã có thể chiếm chế biến giải dược ra. Nhưng Tử Dương không muốn lãng phí thời gian. Thành Nhi, ấn là... Nữ nhân trên thường nhìn thấy Từ Dương vừa ho khan vừa nói, trong mắt tràn ngập cảnh giác. định đây, đây là ân nhân cứu mạng của con. Lưu Thành nói, sau đó kể qua chuyện gặp phải ở Dược Sơn Trang với mẹ của nàng. Sau khi nữ nhân nghe xong, tranh cứ Lưu Thành. Mẹ đã sớm nói với con, con không được đến những nơi đó, còn không có nghe. Hôm nay, nếu không gặp phải từ công tử, chắc còn đã không về được nữa rồi. Lưu Thanh cúi đầu xoa xoa ngón tay đói. Còn muốn làm luyện đan sư, vì sao chúng ta không thể làm luyện đan sư? Trong mắt của Lưu Thanh tràn gặp vẻ hâm mộ. Luyện đan sư không phải ai cũng có thể làm đâu, vì sao con còn nghĩ đến chuyện này? Nữ nhân hỏi, Lưu Thanh cúi đầu, từ dưng bị hai người này gạt qua một bên cảm giác có chút lúng túng à nữ nhi của ngươi vô cùng thích hợp để luyện đan không chỉ có như thế nữ nhi của ngươi cũng vô cùng thích hợp hôm nay ta đến chính là muốn thu nhận hai người họ làm đệ tử dạy hai đứa thuật luyện đan nữ nhân nằm ở trên giường không tin có điều vừa nghe lưu thanh nói tử dương dùng một quyền đã đánh người ta thành mưa máu nên nàng ta rất cung kính với tử dương nào nào có Nữ nhi của ta từ nhỏ đã ngủ rốt rồi. Nữ nhân trên giường nhỏ giọng thì thào trực tiếp bị Từ Dương cắt lời. "Ta nói là thật sự, ngươi không nên nói nữ nhi của mình như vậy chứ." Từ Dương nói, tiếp tục Từ Dương đi tới trước giường của nữ nhân, một tay khoác lên vai, rót một tia linh khí vào trong thân thể của nàng. Chỉ trong chốc lát, nữ nhân kia liền phun ra một ngụm máu đen vô cùng hôi thối. "Mẹ, mẹ thế nào rồi?" Lưu Thanh khẩn trương chạy tới, nhìn mẹ của nàng vội hỏi: "Bình tĩnh đi, ta đã giải độc cho mẹ ngươi, có thể xuống giường đi lại một chút xem sao." Tử Dương nói: "Vừa rồi hắn không chỉ đẩy độc của nữ nhân chúng phải, mà còn đẩy những độc tính tích tụ bao nhiêu năm của nàng ta đi ra bên ngoài. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng ta có thể sống lâu trăm tuổi." Nữ nhân cũng cảm thấy thân thể vốn cứng ngắc bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm không tự chủ được nhanh chóng ngồi dậy sau đó nàng vô cùng ngạc nhiên nước mắt chảy dài từ dương biết nàng ta sẽ có phản ứng như vậy mỉm cười nói người thử đứng lên xem nữ nhân nghe lời của từ dương nói cũng từ trên giường đứng dậy sau đó đi tới đi lui vẻ vui vẻ vô cùng nàng như đứa trẻ được món đồ chơi mới vậy lưu thanh và lưu minh vô cùng vui mừng cảm ơn ơn công một lát sau bỗng nhiên ba người cùng quỳ trước mặt của từ dương cùng kính cảm tạ không cần cảm ơn đâu về sau lưu thanh và lưu minh là đồ đệ của ta từ dương đặt tay lên vai của lưu thanh đói nữ nhân ngẩn đầu không thể tin được nhìn từ dương hỏi ân nhân ý ý của ngài là để cho hai đứa nhỏ theo ngài học nghệ hay sao đúng rồi hai đứa bé này của ngươi có thiên phú luyện đan ta có thể dạy cho bọn họ luyện đan từ dương đói. Lão phụ nhân nghe vậy kích động đến không nói ra lời. Nàng ta ở trên giường đã lâu. Từ dương sờ qua một chút, bệnh tình cũng đã biến mất. Có người lợi hại như vậy tới dạy cho hai đứa con của nàng. Sau này có trở thành lang trung bọn họ cũng no ấm cả đời. Bỗng nhiên, lúc này nàng nhớ tới tiên nhân trong truyền tuyết. Đột nhiên giật mình mà bừng tỉnh. Không lẽ người trước mặt nàng là tiên nhân? Cảm ơn ân nhân cảm ơn ân nhân nữ nhân nước mắt tuôn trào nghẹn ngào không biết nói gì chỉ biết dập đầu nói lời cảm tạ lưu thanh cũng mừng rỡ nhìn lấy từ dương không biết vì cái gì trong lòng của nàng chỉ luôn có một mong muốn luyện đan trước giờ ai cũng bảo nàng không luyện được đây là lần đầu tiên có người nói nàng có thể luyện đan hơn nữa còn là một vị tiền nhân lưu thanh cảm giác giấc mộng xa vời của mình đang từ chân trời bay vọt xuống trước mặt vậy nếu ta đi học xong luyện đan ta cũng có bản lãnh cứu người như sư phụ vừa cứu mẹ ta sao lưu thanh đi đến trước mặt của từ dương nhẹ giọng hỏi vô tình đổi cách xưng hô gọi hắn là sư phụ vừa rồi chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi nếu ngươi học được một phần ngàn người chết mọc lại thịt từ trong xương cũng không có vấn đề gì từ dương cứ vui cười vừa cười vừa nói À, vương phương thúy nộp tiền thuê nhà đi đang lúc mấy người từ dương đang vui vẻ bỗng nhiên từ ngoài cửa một giọng nam nhân khàn khàn truyền tới một giây sau cửa nhà gỗ rách nát bị bàn chân to lớn đá văng toàn bộ nhà gỗ khẽ run lên phát ra âm thanh ken ken két khiến người ta cảm giác như sắp sụp đổ một nam tử trung niên vóc người to béo bước vào trong cửa vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào lưu thanh ánh mắt biến thái không hề che giấu ai à, vương phương thúy ba mẫu ruộng bên ngoài cộng với cái phòng đang ở nhà ngươi hết thầy mất ba mươi lượng hơn nữa tuyền thuê nhà ngươi đã khất nợ mười hai tháng rồi một tháng ba mươi lượng bạc ta sẽ giảm giá cho ngươi chỉ lấy năm trăm lượng bạc thôi người kia nhắm mắt lại trong miệng lầm bầm khóe miệng từ dương giật giật nơi núi hoang này một phòng nhà mà lấy người ta ba mươi lạng bạc muốn đi ăn cướp hay sao hơn năm trăm lượng bạc này cần phải thành thị phồn hoa có thể mua được một tứ hợp viện tử dương hiếp mắt nhìn tên béo này biểu diễn ba mươi lượng bạc ta không có nhiều hơn hơn nữa không phải lúc trước chúng ta đến đây đã đồng ý một năm ba lượng bạc hay sao hơn nữa ba mẫu ruộng ngoài kia ta đã sớm không thôi còn thuê nữa mà. Vương Thúy vừa hốt hoảng nói, vừa muốn dựa vào lý lẽ để tranh luận. Này, 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 bà già kia, không phải ngươi bị liệt hay sao? Sao mà đứng lên được? Trước đó người lừa gạt ta hay sao? Đâm dân trung niên to béo kinh ngạc nói, ngay lúc này ánh mắt hắn ta đặt trên người của Từ Dương. Người này là ai? Nhân tình của ngươi hả? Lưu thành kéo tay của Từ Dương hoảng sợ nói, Sư phụ, làm, làm sao bây giờ? Từ dương lấy một quả màu đỏ vừa ăn vừa hứng thú nói. Cứ bình tĩnh đi. Âm thanh này như có ma lực có thể làm cho ba người đang hoảng sợ nhanh chóng trở nên yên tâm. Sư phụ, tiểu bà bối, hắn là của ai? Trung niên to béo đi đến trước mặt từ dương truy hỏi. Ồ, oh, ta biết rồi. Có phải ngươi không đóng nổi tiền phòng cho nên bán con gái của ngươi cho người ta hay không? Tên béo cười ta khi đi tới trước mặt Lưu Thanh do xét hỏi này ta nói đây này người bán cho người khác không bằng bán cho ta đi ta sẽ miễn trừ toàn bộ tiền tài của nhà ngươi như thế nào nói xong hắn ta liền đưa tay ra muốn xào bóp hai cái má non nớt non nớt của Lưu Thanh bỗng nhiên một bàn tay như gọng kìm sắt vươn ra bàn tay này nắm bàn tay mập mạp của tên béo kia Ta cho người ba giây thời gian. Cút! Từ Dương thản nhiên nói, tên béo kia muốn kéo tay ra, thế nhưng lực tay của Từ Dương quá lớn, sắc mặt hắn ta đỏ lên cũng không có cách nào di chuyển một chút. Này, ngươi ngươi thả ta ra, ta có thể ta cho ngươi không, không chết đấy, nếu nếu không. Một tay khác của Từ Dương vung lên, sau đó hùng hằng đánh lên mặt tên béo kia, mặt mỡ ở trên, ở trên mặt tên béo bật lên giống như quả bóng này. Nhanh chóng cút cho ta, nếu không ta cho đầu ngươi xoay tròn một vòng 360 độ đấy. Từ dương thản nhiên đói, buông lỏng tay của tên béo ra. Tên béo xoa xoa gương mặt vừa đau vừa tê, trong mắt lóe lên ánh nhìn khung ác. Trước giờ hắn ta chưa bị thua thiệt bao giờ, lấy thanh đại đao mang ở sau lưng trực tiếp chém về phía của từ dương. cái à, sao có nhiều người đến tìm chết thế mà không biết từ dương thở dài, nắm lấy tên béo kia, sách đầu của hắn vặn ngược một vòng 360 độ, tiếng răng rắc kêu lên. Từ dương thả hắn ta ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vương Phương Thúy sợ đến choáng váng, nhìn thi thể nằm ở trên đất không biết làm như thế nào. Bởi vì Lưu Thanh đã nhìn thấy qua phương pháp giết người của Từ Dương cho nên vẫn là bình tĩnh. Trong mắt của Lưu Minh không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm sảng khoái. Ẩn nhân, người, người chạy mau, kẻo bọn họ đi báo quan. Vương Phương Thúy lo lắng kêu lên. Từ dương im lặng không có giải thích thì hỏi. Người biết tên béo đó ở đâu sao? Vương Phương Thúy ngạc nhiên hỏi. ân Nhân, ng người hỏi cái này làm gì? Từ dương lấy ra quả đỏ vừa ăn vừa nói. Để ta đi giết cả nhà hắn chứ làm sao? Vương Phương Thúy nghe vậy hai mắt trợn tròn, khóe miệng run rẩy, không biết nên nói cái gì, từ dương chỉ cười, đương nhiên hắn chỉ đang trêu chọc vương phương thúy. Trên thế giới này có rất nhiều người xấu, hắn cũng không thể để ý hết được. Chỉ cần không chọc tới tử dương hắn, hắn cũng không cần để tâm. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 8 ở đây. Rất mong quý vị cho mình một like, một chia sẻ để tăng có thể đề xuất kênh ý kia. Và để lại comment ý kiến của tất cả quý vị và các bạn ở dưới phần bình luận hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo